Đùa chứ. Lần đầu tiên em nhậu bia không độ đấy anh ạ. Anh em mình đều điều khiển phương tiện, uống cái này cho nó lành. Anh Nghiêm nói quá chuẩn. Ai mà cũng nhậu như anh em mình thì đã không có những vụ tai nạn thương tâm do bia rượu gây ra rồi. Nhưng mà em nói thật, em là em vẫn thích nó phải cay cay, nó phải bay bay, nó phải lê tê phê một tí thì mới đã. Thôi ông ơi, ông muốn cay cay lê tê phê ấy, lần sau là ông bắt xe ôm này, xe buýt, xe taxi ấy. Lúc đấy muốn uống thế nào thì uống. Đấy, ông Quý đấy chuẩn đấy. Nào, uống đi. Em mời anh. Hôm nay anh em mình gặp nhà bất ngờ, uống tạm thế này thôi. Hẹn một ngày rảnh, anh em mình làm một trận cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Nhắc lại vụ hôm trước tôi bắt xe cậu Hào, vợ tôi có về kể lại rồi. Có khi trả đấy. Trả gì? Nhưng mà dù sao thì tôi cũng là người thực thi pháp luật, tôi không thể làm sai được. Có gì thì cậu thông cảm, đừng giận tôi đấy nhá. Em có dám giận anh đâu. Em đi sai thì em phải chịu thôi. Nhưng mà anh cũng biết rồi đấy, cái nghề shipper của em mà không có bằng thì khác gì là đi câu lại quên không mang cần. Biết thế thì tham gia giao thông phải có ý thức vào. Em biết rồi ạ. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nhờ có việc mà Hào bị Nghiêm bắt xe, thế nên là anh em mình mới ngồi uống bia với nhau, nói chuyện với nhau như thế này. Cũng là trong cái rủi, anh ra mượn tiền em không được, trên đường về anh em mình mới gặp anh Nghiêm đấy. Ông đang cần tiền gấp à? Sao phải chạy qua tận chỗ cậu Hào để mượn? Thực ra là cũng không gấp đâu. Thế nhưng mà mình là người mượn tiền, cho nên là cũng phải đàng hoàng một tí. Sao lại không gấp? Anh Nghiêm ở xa nên không biết. Em ở ngay sát vách nhà anh Quý nên chuyện gì em cũng hay. Gia đình anh Quý cũng có một tí đặc thù. Cái Đào nó vừa đẻ được thứ ba, được có một tháng đã đòi ra tiệm neo làm việc. Anh Quý là phải từ bỏ đam mê sửa chữa điện lạnh để ở nhà trông con đấy. Thế ông cần bao nhiêu tiền? Có 4 triệu thôi anh ạ. 4 triệu chứ không phải là 40 triệu đâu. Nhưng với những người ở nhà trông con hay là làm shipper như em thì cũng khó lắm. Càng nghĩ thì càng cay. Có 4 triệu bạc mà em cũng không có. Tất cả là tại con vợ bà La Sát nên đời em nó mới nát như thế đấy. Ông cầm lấy đi. Cầm đi. Em cảm ơn ạ. Anh cầm lấy đi. May cho anh nhá. Hôm nay mà không nghe lời em đi nhậu là không có tiền rồi. Anh Nghiêm tốt thật đấy. Mặc dù là anh em mình không thân mấy, nhưng mà anh lại cho anh Quý tiền. Quá là quý hóa luôn. Anh Quý, nói gì với anh Nghiêm đi. Chết. Ông cho tôi mượn mấy hôm rồi tôi trả. Em tưởng cho. Ông cứ cầm đi, khi nó có trả tôi sau cũng được. Cảm ơn. Thôi nào, uống đi. Em mời anh ạ. Hôm nay gặp anh Nghiêm, em mới thấy anh cũng không Nghiêm lắm. Thế mà vợ em nó bảo anh là anh Năm Nghiêm. Nghiêm túc, nghiêm trang, nghiêm trọng, nghiêm nghị, nghiêm khắc. Anh không biết gì à? Có cái gì đâu. Anh em cùng chung cảnh ngộ với nhau ấy mà. Như tôi đây này, các bà còn gọi là quý báo cơ. Chưa là gì. Còn em, các bà gọi em ấy là 10 xu. Sao lại là 10 xu? Bằng đúng một hào. Khó thế mà nó không nghĩ ra. Em mời anh. Rồi, xin mời. Yo. Đây, ông yêu, ông yêu. Đây, thằng bố mày ấy, hư quá. Ông gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà nó có thèm nghe máy đâu. Hôm nay ông lại trông cháu à? Ông bà về rồi đấy à? Dạ. Đấy, thằng bố nó gửi tôi trông hộ, bảo đi xin việc. Đây, thế bây giờ này có thấy nó vác mặt về đâu? Ủa thế à? Đang nấu dở bữa cơm, không khéo này thì đói ấy bà.
Ông yêu, xin chị. Nhà tôi vẫn còn đồ. Dạ, mời ông ạ. Không phải nấu nướng gì đâu. Thôi được rồi, có gì để tôi gửi tiền. Thôi, có ông ơi. Ở đây thì có tiện gì thì mình dùng mấy khi mà. Thôi ông cứ nhận cho bọn tôi vui. Không được, cái gì nó phải ra cái đấy. Ông bà buôn bán lời lãi có được bao nhiêu đâu. Với lại, đây có phải là của nhà mình dùng được đâu mà cứ đi cho thế này. Ông ơi, chả mấy khi mà chúng tôi được mời ông. Ông cứ dùng nhá. Thôi được rồi, cứ biết thế đã. Dạ. Này. Dạ. Nhưng mà sao hôm nay ông bà lại về sớm thế? À, tôi... Ông là tôi ốm. Hơi mệt. Mệt à? Vâng. Ôi trời ơi, thế thì tí nữa sang tôi mà lấy thuốc. Uống ngay vào. Không có là ngày mai là không đi chợ được đâu. Dạ. Vâng, lát nữa tôi sang tôi xin. Được. Nào, xem sóc nào. Sao lại quấy ông thế ạ con? Hôm nay vui quá. Hẹn các anh một ngày gần nhất. Mình sẽ bắt taxi đi nhậu tiếp nhá. Để tôi xem nào được nghỉ, tôi sẽ báo. Anh Nghiêm, hôm nay em đã có một cái nhìn khác với anh đấy. Em về đi. Nhớ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đấy. Dạ vâng ạ. Đi nhá. Anh về nhá. Đi nhá. Ai? Tôi nói là tôi chỉ cần vay có 3 triệu. Tại sao cô lại nói với cả anh Nghiêm là 4 triệu? Em đang nghĩ cho anh đấy. Làm cái gì mình phải có một khoản đề phòng chứ. Mà nếu anh không dùng hết thì... Tôi đi nhá. Về nhá. Anh đi nhá. Cho em vay 500 nghìn đi. Em xin. Vụ này đầu tư có lời. Chắc chắn em sẽ ra lộc cho anh. Ôi, nhanh lên tôi kịp giờ ra ngân hàng gửi tiền. Đi anh. 5, 6. Qua về cả đôi rồi à?